Chào mừng quý vị các bạn đến với bãi kiển Lợi Nguyên. Hôm nay giới thiệu gì đây Lợi ơi? Rồi chào chú Tấn, chào bà con đang xem kênh. Hôm nay mình có về một lô bạch mai mới nha bà con, là như là phôi như bằng lăng ôm đá nha. Bằng lăng đế quái rất là quái nha bà con. Để giao lưu về những cây thành phẩm khác nha. Đây là cây đầu tiên, là cây bạch mai nha bà con. Đây bạch mai núi nha. Đây okay. Cái này thì thần chậu, này là mini. Này là người ta bứng vô chậu chơi là cũng lâu rồi, mới vừa một đợt qua nó mới vừa tàn thôi nha. Đây cái hoa nó bây giờ màu trắng nhưng mà bây giờ nó đã tàn rồi, nó còn dính lên đây khô nha. Bà con lên sạch kêu gồ sạch giùm em bạch mai là sẽ kỹ hơn nha bà con. Đây, chiều cao là 42. Rồi. Rồi, tán ngang là 59. Đây. Thần chậu rồi ha. Rồi, cây thần chậu nha bà con. Đây, cái này là hoành 14 nha bà con, 14 hoành. Cây này bảo đảm thần chậu nha, về bà con chăm sóc một đợt qua đợt sau nó là bông ra gỗ rất là đẹp nha. Cái giống bạch mai này nó rất là ra bông rất là gỗ rất là đẹp luôn. Đây. Rồi, cái này có giá là 900k. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi. Cái này tại em tính lấy về cái mẫu đó cho bà con xem nhưng mà đợt qua nó mới vừa tàn nha bà con. Đây, cây số 2A cũng là bạch mai nha. Đây, bạch mai này thì cây lớn nha. Đây, cái này thiệt ở đây có chiếc lỗ đây, thứ hai cái lớp chậm lỗ thôi, này chậm nha. Thôi, đừng có quay quá trời quay. Đây. Là tự nhiên thôi nó sỏi rồi. Lỗ này vừa tới ngón tay của em vừa tới đây thôi nha. Đây lấy cái tay à. Nó không có sâu. Đây, rồi. Chiều cao là 35. Đây, đo hạo một hoành bể nó lại liền bể nha bà con. Hoành này của nó là 66. Đây, còn một cốt này của nó. Cốt đo hạo thôi nha. Đây, cốt này của nó là 36 nha bà con. Đây, nó chỉ hai cái lỗi này thôi nhưng mà nó sỏi hết trơn rồi. Không bị mục nha bà con, em bảo đảm cho bà con nha. Rồi cũng bao sống ha. Rồi bao sống cho bà con luôn nha, bao ship luôn nha bà con. Rồi. Đây, cây này có giá là 1,6 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, cây này thì nó nảy mầm lâm chồi lên rất là khỏe rồi nha. Về bà con chăm sóc nước tưới nước kỹ kỹ giùm em là cây sống tốt thôi. Đây. Cây số 3A. Rồi cái này là bạch mai rồi. Núi mà bạch mai núi nha bà con. Việt đây. Nam mình nghe chứ không Việt phải Nam. Là giống ngoại nhập. Đây cái đọt nó màu đỏ nha. Cái đọt nó màu đỏ nha bà con. Không phải là mai gần mình nha. Rồi chiều cao là 39. Đây cái này một cốt đặc luôn nha, rất là quái nha. Đây hoành là 40. Rồi. 40 hoành nha bà con. Còn chiều dài này của nó là 40 luôn nha. Rồi. Chiều dài cái thân gì là của nó là 40. Đây một cốt đặc luôn, rất là đẹp nha. Về bà con đừng có để gì giờ vô chậu giùm em, mà nói chung là cái này bứng khi bứng nó không có bầu nha bà con. Rồi, mấy cái vết thẹo này nói chung là tự nhiên phải không, nó sổi hết trơn luôn rồi bà con yên tâm. Rồi. Kéo ngoài hết rồi. Rồi. Đây rất là đẹp luôn nha. Rồi cái này có giá là 2,2 triệu. 2,2 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cái này thì có cái hình nằm rất là đẹp luôn nha. Bạch mai. Cái này thì đâm chồi lên này. Đây. Cái loại này người ta bứng trên núi nên nó không có dính bầu đất được nha bà con. Nó chỉ chuỗi thôi, như vậy dâm lên là cái sống tốt khỏe thôi nha. Chiều cao là 42. Chiều dài hình nằm của nó là 43 nha bà con. Vị trí này là 43. Đây. Còn hoành thân cái này của nó là 34 nha. 34 hoành ngay cổ này nha bà con. Rồi. Đây hình nằm luôn rất đẹp luôn nha. Đây cây số 4A. Rồi cái này có giá là 2,4 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Hình nằm rất là quái nha bà con. Hai thằng lên cây. Đây cây số 5A. Đây cái này thì có giọng chữ C thiên nhiên có sẵn đây, rất là đẹp luôn nha. Đây nó có một vết lỗ chỗ này nhưng mà không mục, em bảo đảm cho bà con nha. Đây. Cao lên. Rồi. Chiều cao của nó là 70. Đây. Hoành một thân đại diện vị trí này của nó nha bà con. Đây là 57. 57 nha. Đo hảo cái thân cổ chỗ này thôi. Chỗ này là 32 nha bà con. 32. Rồi, nhìn đây. Chỗ bên này này. Đây cái vết lỗ nó đây. Bảo đảm là không bị mục nha bà con. Về bà con mà có xử lý ra mục thì bà con trả lại cho em. Em sẽ bồi thường cho bà con luôn nha. Nó lỗ nó là liền da kéo da nha. Đây cái này có giọng thân rất là đẹp luôn. Đây. Rồi. Rồi cái này có giá là 3,1 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây bạch mai có dáng rất là đẹp. Đít mực. Đây cây 6A. 6A. Đây 6A đây một thân rất là lớn luôn nha. Rất là khủng luôn. Đây bộ đế là rất đều nha bà con. Cái này đế rất đẹp luôn đây. Đây. Chiều cao là 70. Đây.
Đây, hoành thân vị trí này của nó là 58 nha bà con. 58. Đây, đế thì rất là đều luôn nha. Rất là đẹp nha. Đây nó cũng có một chiếc lỗ chỗ này nha bà con. Đây, tại góc của em không xử lý, này xử lý lại là rất là đẹp luôn nha. Dành xử lý ra thôi. Rồi, nói chung thân nhưng mà em bao sống tốt khỏe cho bà con nha. Trong vòng 15 20 ngày là cây sống tốt khỏe em bao cho bà con cứ bảo đảm luôn nha. Không sao. Rồi. Đây, cây 6A. Đây, rồi cái này có giá là 3,6 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này hoành rất là khủng nha bà con. Đây, cây số 7A cũng là bạch mai luôn nha. Những cái này thì người ta nuôi cũng mấy tháng rồi, nó đâm tược lên sống khỏe rồi nha. 7A. Cứ yên tâm. Đây. Rồi, đó đi. Chiều cao là 38. Đây, em đo hoành vị trí này nha. Vị trí này của nó là 52. 52 nha bà con. Đó, trên đây thì nó nhỏ chút xíu. Trên này khoảng 36 nha bà con. Đây. Này thì đế nó rất là đều luôn nha, tại em quấn cho nó kín cái bầu, cho nó chắc cái bầu lại nha bà con. Cái mặt cắt này là có nghĩa là nhánh rồi nó gãy, nó tét tự nhiên. Tự nhiên. Chưa xử lý gì hết. Máy này thì người ta cắt xử lý rồi nha. Rồi, nhưng mà bảo đảm sinh sống nó nha. Nó còn. Đúng rồi, không mục nha bà con. Đây, rồi cái này có giá là 2,5 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha, cây 7A. Rồi, đổi. Đây, cây 8A, cái này lùng lực luôn, rất đẹp luôn đây. Cái này là không lỗi luôn đây, đều luôn nha. Đây. Chiều cao là 40. Đây, tán ngang vị trí này của nó khoảng 30 nha bà con. Đây, em đo hoành sát đây nha. 49 nha bà con. 49. Đây rồi. Cái này nó 3 thân đây. Đây, những mặt cắt nó xử lý hết rồi. Cây là sống khỏe rồi nha. Đây, đế nó gì đây. Rất là lớn, rất đẹp luôn. Rồi, cái này có giá là 2,2 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, cây 9A. Đây, cái này hình nằm đây, cũng rất là quái luôn nha. Đây, hai thân dính liền luôn nha bà con. Mẫu tử nha. Đây. Rồi, chiều cao là 55. Đây, hoành một thân của nó là 42. 42 nha bà con. Đây, nó dính liền luôn nha, có một cục đá nhỏ nha. Đây, nó có một cục đá nhỏ, chứng tỏ nó đang sống trên núi nha con. Này là vết tự nhiên của nó nha. Con xem kỹ giùm em. Đây, nó liền hết rồi, chứ không phải là bể hay mục nha. Nói chung là có đây. Những cái thẹo đó, thẹo tự nhiên. Đúng nó rồi, cũng cái có... này nó do thiên nhiên thôi chứ không hề. Nó cũng mà. Có mục, nhưng mà nó không có ăn sâu hết rồi. Rồi. Kéo thịt lại được. Rồi. Cây 9A, cây này có giá là 2,4 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi. Cây sống tốt khỏe luôn. Đây, cây này hình nằm đây, giống như con rắn luôn nha. Do những cái vết gãy. Cái này do lo vận chuyển cho nên cái nhánh nó bị dập nha bà con. Về chăm sóc lại là cây sống khỏe nha. Rồi, chiều cao của nó là 50. Đây. Hoành ngay vị trí này của nó là 34. Rồi. Đây, chiều dài cái hình nằm của nó là 34 luôn nha bà con. Từ đây nha. Rồi, những cái vết gãy nhánh tự nhiên. Cái này là tự nhiên nha, mình nãy nha. Không có ăn vô thịt này nọ. Đúng nhưng rồi, mà đúng rồi. Hiện tại về mình giờ mình khai thác về mình đúng sửa, rồi. Chỉnh sửa, mình trồng lại. Rồi, đúng rồi, bao sống mình, tốt khỏe cho bà con luôn nha. Mình chữa nó lại. Cái này rồi. Có giá là 2 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Một cốt lắc lượng luôn, rất đẹp. Rồi. Đây, cây số 11. Đây, cây này lùng lực đây, rất đẹp luôn nha. Chiều cao là 40. Đây, hoành vị trí này của nó là 36 nha bà con. 36. Còn chiều dài bộ rễ, nguyên bộ rễ nó là 40 luôn nha bà con. Từ đây tới đây 40 nha. Đây, lùng lực rất là đẹp luôn, một cốt luôn nha. Đây, cái này cũng có giá là 2,2 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, cây bạch mai là sống tốt khỏe nha. Rồi. Đây, cũng là một cây bạch mai luôn nha. Về bà con để trong mát tưới nước đều đều dùm em nha. Là sẽ đâm đọt thôi, loại này là rất là dễ sống. Đây. Chỗ này nó cũng có cái họng nè. Đúng rồi, cái này nó tự nhiên thôi, xử lý rồi rồi. Chiều cao là 50. Loại này ở trên núi cho nên nó là nó chịu thiên nhiên nha. Rồi, hoành là 46 nha bà con. Hoành ngay cổ eo này 46 nha. Đây, cái này có giá là 1,8 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Quay vòng rồi, đi xuống. Đây. Rồi. Rồi, xuống. Đây, cái này hai thân cũng dính liền luôn nha bà con. Cái số 13. Rồi, chiều cao là 35. Đây. Có thằng lớn đó nha.
Thằng lớn này của nó là 32 nha. 32. Đây chiều dài này đi, chiều dài hai cái này đi. Hai này là 34 luôn nha bà con. Đây, những cái vết này là tự nhiên, bảo đảm nó kéo lụa hết rồi. Kéo lành là lâu năm hết trơn nha bà con. Mấy này sống lâu năm hết rồi. Rồi, cái này cũng có giá là 1.8 triệu luôn. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Bạch mai. Bông màu trắng là rất là đẹp luôn nha bà con. Nó bể ship ra ngoài. Này xin em vô đây. Đây, cây số 14A. Đây, nguyên một khối rất là lớn luôn nha, rất là đẹp luôn. Cây này cũng nảy mầm mà nha bà con. Yên tâm về sự sống nha. Cái này cây gì? Cây này là bằng lăng núi nha bà con, bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Đây, nguyên khối liền bệ luôn, cái này là không bọng luôn nha. Rồi. Không lũa luôn. Rồi, chiều cao của nó là 60. Đây, còn cái tán ngang nguyên cái khối này của nó là 70 nha bà con. 70. Đây. Tổng cái bệ của nó là 115. Đây, còn một thân này của nó nha. Đó, một thân này của nó, thân đặc đó nha. Thân đặc này của nó là 84 nha bà con. Đây, rất là lớn nha. Quay đi, quay đi. Đây, tổng cái hoành của nó là 115 nha. Rồi, bên đây có... Đây, ở đây có cái lũa nha bà con. Hai bên, đây, có, đây. Hai bên có hết. Một nhánh này có cái lũa đây nha. Như cái ổ mối vậy. Rồi, đúng rồi. Rồi, bên kia. Sổ hết rồi. Đây. Cũng vậy luôn. Đây, bên đây lũa thôi, đây, đây nha. Rồi. Loài sống ở trên núi, nó trong kẹt trong hốc thì nó tạo quá của thiên nhiên. Này thì đâm mầm rồi nha. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, cái mầm ở đây. Đâm lên rồi, bà con yên tâm. Đây. Rồi, rồi cái này có giá là 4.2 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này là rất là nặng nha bà con. Tầm cỡ 70-80 kg luôn nha. Đây ạ. Rồi. Đây, cây số 15. Đây, cũng là bằng lăng hoa tím lá nhỏ luôn, rất là đẹp nha. Loại này bà con về ghép từng quy chơi nha. Hoặc là để nguyên nó cũng vẫn đẹp luôn, vì mình trồng khoảng 7-8 tháng là nó sẽ có bông nha bà con. Bằng lăng rất là dễ có hoa. Rồi, chiều cao là 55. Tán ngang vị trí này của nó là 46. Đây, cái này một thân đặc nha. Hoành của nó là 45 nha bà con. 45 hoành. 45. Đây. Đây, nó cũng có lỗ nhỏ thôi nha. Rất là đẹp luôn. Này em sẽ bao sống cho bà con luôn nha. Rồi, có những cái vết. Đây, có cái vết này nha. Rồi. Đây, rất đẹp luôn. Rồi, cây 15A. Cái này có giá là 1.8 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Một cây đặc nha bà con. Đây, cây số 16. Đây, cũng là một khối bằng lăng luôn. Rồi, chiều cao 60. Tán ngang thân này của nó là 40. Đây. Hoành vị trí này của nó là 81 nha bà con. 81, nguyên một củ đặc nha. Đây, cái này nó cũng có một lỗ nha. Tạo quá của tự nhiên nha bà con. Cây nào hết có rồi. Mấy có loại, nói chung là loại bằng lăng của núi này thì nó phải như vậy nha bà con. Bà con cứ yên tâm về sức sống của nó nha. Là cái loại lỗ của nó nha. Rồi. Đây. Rồi, cái này có giá là 2.6 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Nguyên một cây đặc nha bà con. Đây, cây số 17. Đây, cây này thì nó sống tốt khỏe rồi. Đây, cây này người ta trồng trong chậu rồi nha. Này mình lấy ra từ chậu nha. Nó nuôi là sống khỏe rồi đây. Nguyên một bệ đặc luôn. Chiều cao là 65. Tán ngang của nó là 74. Đây. Này rất là lớn nha bà con. Con dòm vậy chứ bên ngoài là rất là to nha bà con. Đây. Nguyên cái bệ này. Hoành của nó là 115 nha bà con. Nó liền bệ nha. Chậm chậm thôi. Đây để em đo chiều ngang hảo cho bà con xem nha, là 50 nha. Chiều ngang là 50. Đây bộ đế thì rất là đều nha. Đây rất là đẹp luôn. Cây này sống tốt khỏe rồi nha. Đây chỗ này nó nằm trong cái cạc đá này nha bà con. Nó ôm vô cạc đá này nha. Chậm thôi, đừng có quay nhanh quá. Cứng nha. Đây. Thân thì cục cục xù xì luôn nha, rất là quái, rất đẹp nha. Rồi, bây giờ chậm chuẩn bị là thời gian có bông. Rồi cái này có giá là 3.8 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Xuống bên đây. Dở cao đi. Đây, số điện thoại của em là 0772 877278. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn nha bà con. Những cái loại cây này thì rất là nặng nha bà con. Cho nên phí ship thì nó cũng cao lắm nha.
Nhưng mà bà con cứ yên tâm về cái vấn đề phí ship, em sẽ bao ship cho bà con tới nhà luôn. Đây, cây này thì ôm đá rất là quái luôn nha. Đây, ôm đá thiên nhiên. Đây, cây này cũng có nảy mầm mà nha bà con. Đây, đá nó rất là nhiều. 1, 2, 4, 5, 6 cái chục cục đá luôn nha bà con. Nên rất là nặng. Chiều cao là 65. Đây, tán ngang thân này của nó là 80. Đây, này chơi nghệ thuật thì rất đẹp nha. Đây, em đo hạo cho bà con xem thôi nha, chứ cái này cũng không biết đường đo như thế nào nữa. Đây, 105 nha bà con. Em đo như vậy là 105 đây. Đây, rất là quái luôn. Đây, cây số 18. Rồi, cây này có giá là 4 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, rất nặng. Khoan, ăn thuốc. Đây, cây số 19, cái này cũng có một cục đá rất là lớn nha. Đây, cây số 19. Rất là quái luôn. Nguyên một tảng đá ong luôn nha. Cái này thì bà con nhiều khi vận chuyển cục đá nó trên đường xe cộ này, khi nó bị lắc ra chứ không hề nó gì nha bà con, nhiều khi bị dính vô nha. Bởi vì bà con cũng thông cảm gì đó. Đây, chiều cao là 60. Đây, tán ngang. Tán ngang thân này của nó là 70. Đây, em đo hạo cho bà con xem thôi nha. Đây, vành của nó như vậy là 125 nha bà con. Như vậy là 125. Đây, nguyên cục đá lớn vậy đây. Rồi, cái này có giá là 3,6 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, loại này thì thân gỗ nó rất là cứng nha bà con. Sống ở vùng đồi núi Ninh Thuận nha. Xuống lên đây đi. Tự tự thôi. Đây, cây số 20. Cây này cũng ôm đá rất là quái luôn đây. Cây này thì nằm chậu nha bà con. Đang nằm trên chậu. Em quấn cái bầu chậu sợ nó bể chậu nha. Bà con thích chơi nghệ thuật thì kia thì lựa mấy cây này chơi rất là đẹp. Chiều cao là 42. Tán ngang là 48. Rồi, cây này không biết đường đo luôn. Đây, cái này lỗ nè nha bà con. Lỗ đâu, còn đây đá đây. Em đo hạo gì thôi nha bà con. 70. Hoành nó gì là 70 để bà con tham khảo thôi nha. Chứ cái này khó đo hoành. Đây, nguyên cục đá lớn luôn đây. Đây, cục nó bám sát luôn rồi nha. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, bao sống tốt cho bà con luôn nha. Đâm chồi rồi. Rồi, cái này có giá là 2,6 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây bằng lăng ôm đá. Đây, những cái này thì bà con khỏi chê, rất là đẹp luôn. Đây, cái này thì nguyên một khối nó nghe liền bể hết nha. Cái này là không hề lũa một hay bọng luôn đây. Nó có một cục đá luôn nha. Đây, chiều cao là 62. Đây, còn tán ngang cái thân này của nó là 50. Rồi, đây, cái này nguyên một bể đặt luôn nha bà con. Đây, cái hoành của nó là 95. Cái này là 95 nha. Đây, có một cục đá nha. Này bà con chơi cái bonsai rất đẹp luôn. Rồi, cái này có giá là 4 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây số 21A. Bao sống bao ship cho bà con nha. Đây, cây số 22. Cái này cũng đang đâm chồi rất là mạnh rồi đây. Rồi, chiều cao là 45. Đây, tán ngang thân của nó là 66. Đây, mấy cái này hoành thân tổng của nó rất là lớn nha bà con. Bên ngoài rất lớn nha. 115 lần nha bà con. Cái này liền bệ luôn nha. Cái này thì em bao bà con luôn, không có bị một lỗ hay là bọng luôn nha. Đây, cây số 22. Cái này là trồng sống phải tốt khỏe rồi. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi, cái này có giá là 2,8 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Nguyên một khối liền bệ. Đây, cây này là ôm đá rất là đẹp luôn nha bà con. Đây, cây số 23. Đây, cây này tại vì trong quá trình vận chuyển nên nó cục đá nó mới sụp sạch rồi nha. Nên em mới gắn lên thân này là tự nhiên, em bảo đảm cho bà con lên nha. Đây, đá rất là cứng luôn nha. Cái này nó bị vận chuyển nên nó mới xuất ra nha bà con. Vấn đề xe nha, dịnh giùm cái đo cái. Rồi, chiều cao là 25. Tán ngang vị trí này của nó là 50. Đây, dịnh đại.
Đây hoành của nó là 70 nha bà con, 70 là sát cổ chứ nha. Đây nguyên cục đá rất là đẹp luôn. Rồi cái này có giá là 2,4 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Này vận chuyển xe cho nên là cục đá nó muốn văng ra ngoài luôn rồi. Về xử lý bà con để chơi, và để không để thì cứ gỡ ra cũng được, cũng bình thường nha bà con. Đây K24A. Cái này là nguyên một khối như là một ngọn núi luôn. Đây một hòn núi nha. Chiều cao của nó là 60. Đây tán ngang thân này của nó là cũng là 60 luôn nha bà con. Đây em đo hạo tỉnh cái hoành này của nó nha. Hoành của nó là 116 nha bà con, 116. Quay đi. Đây nó nằm trên những bệ đá đây, còn những cục đá dưới chân nó đây nha. Cái này là không bị bể hay lỗ mục gì nha bà con, rất là đẹp luôn nha. Đây rồi cái này có giá là 3,8 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây những cái này thì rất là nặng nha bà con, có khoảng 3-4 người khiêng luôn nha. Rồi cây số 25, cái này là cây kim tiền. Cây kim tiền này thần chậu rồi nha, một cốt thân lắc lượng rất là quái luôn. Rồi chiều cao là 55, tán ngang là 60. Đây đế rất là đẹp luôn nha bà con, hoành là 19 nha. Đây đế rất là đẹp luôn. Đây cái này có giá là 1,4 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha, một cốt lắc lượng luôn. Đây giờ bà con vô dây là chơi thôi nha. Đây em có một cây là bông trang, trang đỏ lá nhỏ nha bà con, để giao lưu với bà con nha. Loại này là đỏ hường nha, và cốt là rất là bự luôn. Rồi chiều cao là 120. Đây tán ngang là 98. Này đỏ lá chung nha bà con, đỏ lá chung. Đây nó có cái bông gì đây, này mặt bông này mới ra thôi nha, thời gian thời ngắn này sẽ có bông thôi, chơi thôi nha. Đây còn hoành vị trí này của nó là 23 nha bà con, ngay cổ là 23. Này em bao một bảo đảm không bị mục bể nha. Giờ bà con cắt ra đây chơi bonsai vẫn đẹp, hoặc là để tàn chơi cũng rất đẹp luôn. Cái này bảo đảm thần chậu rồi. Cái này có giá là 2,9 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha, nhưng mà không ship chậu nha bà con, chậu này chậu bằng xi măng. Đây cây kim thanh mai thần chậu luôn, tai chi đầy đủ nha. Kim thanh mai này rất là già cây rồi, có thằng già bé lớn cũng là rất khó kiếm nha, thằng lớn rất khó kiếm nha bà con. Cao là 60, tán ngang là 50. Đây hoành vị trí này của nó là 28 nha bà con, ngay cổ này 28 hoành nha. Đây cái này nó có một vết lỗ chỗ này nha bà con, em kỹ nha, có vết lỗ chỗ này nha, nhưng mà nó sành sỏi hết rồi. Em bao bảo đảm không mục cho bà con luôn nha, cây thần chậu. Rồi cái này em sẽ ship chậu cho bà con luôn, cái này có giá là 2,7 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Kim thanh mai, kim thanh mai là nguyên thủy nha, chứ không ghép nha bà con. Đây em có một cây siro thần chậu đây, vô dây sẵn nha. Đây cây này thì sống tốt khỏe là bao bà con luôn nha. Rồi chiều cao là 49, tán ngang 50. Đây hoành của nó chỉ có 10 thôi nha bà con, hoành chỉ có 10 thôi, cây bảo đảm thần chậu. Rồi cái này có giá là 900k, em bao ship toàn quốc cho con luôn nha, em sẽ ship chậu cho bà con luôn, chậu bằng nhựa. Đây em có một cây mặn là hình như là một con thú đang ngồi nha bà con. Đây cây mặn, mặn này là mặn trắng nha bà con. Đây rất là đẹp luôn, nguyên một củ đế nó luôn nha. Rồi chiều cao là 69, tán ngang là 79. Đây hoành thân của chú vị trí này của nó là 17 nha bà con, ngay cổ nó 17 nha. Đây nguyên một củ đế là rất là đẹp luôn nha. Đây cái củ hoành của này của nó là 55 nha bà con, 55 hoành. Đây cái này thần chậu chơi nước dây rồi, bonsai ở này về bà con thời gian trong vòng vài tháng nữa chơi sẽ xử lý ra trái nha, nó rất dễ ra trái. Đây rồi dạ đúng rồi. Rồi cái này có giá là 2,8 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này em không ship chậu nha bà con, cây mặn rất là quái rất là đẹp luôn. Rồi cái này cũng là cây cố clip, em cũng xin cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ nhà em cũng rất nhiều. Hẹn gặp những clip sau ạ.